Xe gia đình nguyên zin một đời chủ anh chị em ơi, Toyota Vios 2018 dung tích 1.5, hộp số tự động hả anh chị em. Một đời chủ được bảo dưỡng kỹ, sơn xe còn rất đẹp qua thời gian luôn đây. Theo chân Nhã xem một vòng xe nhé. Giá ra đi chỉ có 3XX. 4 mâm đúc bỏ nhiệt vui luôn đây, mua về là đi thôi ha. Được trang bị xi nhan theo gương. Gặp gương khi khóa xe. Đèn xi nhan chớp chớp luôn, thấy đẹp chưa? Chút sơn rồi nè. Kêu chỉ nhìn nó đẹp luôn đó. Được chủ cũ trang bị camera gear. Quay gầm xe cho anh chị em cùng xem. Gầm xe sạch đẹp, ủ nano đầy đủ. Để mở khóa cho anh chị mình xem ha. Mở khóa là xi nhan gương chớp chớp rất đẹp luôn, và tự mở gương ra luôn không? Gặp gương khóa lại. Khóa zin theo xe còn đủ. Giá ra đi là 398 triệu anh chị em. Rồi cái cửa sổ chỉ có đẹp nè. Túp lô túp ly rất là đẹp luôn, một đầy chủ được bảo dưỡng kỹ. Vô lăng tích hợp nhiều tính năng thông minh. Có màn hình. Màn hình là tích hợp trên chiếu hậu luôn ha. Trần xe nè. Trần xe rất là đẹp luôn. Các đường keo kẻ chỉ trên cái ghế của nó đẹp bên này anh chị em. Như một chiếc xe mới. Giá ra đi chỉ có 398 triệu anh chị em ơi. Để mở khoang máy cho anh chị mình xem. Khoang máy sạch đẹp qua thời gian ha, như một xe mới luôn ha anh chị. Rất đẹp. Đăng kiểm còn dài miên man luôn đây. Đăng kiểm tới tháng 3 2026 luôn ha. Anh chị em quan tâm mẫu này hãy liên hệ ngay với số điện thoại 0988 794 719 gặp Nhã nha. Được tư vấn tận tình hết anh chị em. Có những thắc mắc gì hãy để lại bình luận, Nguyễn Nhã sẽ trả lời từng bình luận cho anh chị em. Ngoài xe này ra thì còn rất nhiều xe đang chờ đợi anh chị. Thịnh Bến Tre có nhiều xe ha anh chị em. Thân ái chào anh chị.